Nàng muốn gì ta cũng cho nàng. Chỉ mong nàng có thể cùng với ta trọn đời trọn kiếp, thề không chia lìa. Đống Ngạc Phi chính là hoàng phi mà Trẫm yêu nhất. Bởi vậy, được Trẫm đề nghị, được Hoàng Thái Hậu đồng ý, quyết định ngài sắp phong chức Hoàng Quý Phi, đại xá thiên hạ. Tôi cũng biết trong hậu cung này, Lâm Lan không phải đẹp nhất, cũng không phải tốt nhất. Cuối cùng hôm nay Tôn Nhi cũng đã hiểu. Lúc trước qua A Mã đã yêu Đổng Ngạc Phi như thế nào, Tôn Nhi càng không thể đứng yên trơ mắt nhìn Lâm Lan phải chết được. Tâm ý của nàng Trẫm xem như là châu báu, quyết không phụ. Động từ mộc. Hương Kiến, nàng có hiểu trái tim của Trẫm không? Trẫm sẽ tốt với nàng à, chúng ta sẽ bên nhau tới già. Ông đừng nói nữa, ta sẽ không bao giờ quên Hàn Xí. Hương Kiến,